nó vàng phè, vàng rộm, vàng tươi luôn như nghề luôn. Mình cho ăn bắp á, ăn bắp nên nó vàng ghê không? Vàng như nghề luôn, đẹp quá trời quá đất. Đây mình nấu chảo ăn lễ Tết Tây. Mình làm hai gà tre. Nấu chảo và hai gà tre luôn nha. Trời ơi, con gà nó vàng phè, vàng rộm, tươi luôn như nghề luôn. Mình cho ăn bắp á, ăn bắp nên nó vàng ghê không? Vàng như nghề luôn, đẹp quá trời quá đất. Rồi giờ mình đổ lòng vô, gần chín rồi, đổ lòng vô. Lòng vô cho nó khoảng 10 phút mình bê xuống là vừa. Rồi xong rồi mọi người ơi, mời mọi người ăn cháo đầu năm 2022. Chúc mọi người nhiều sức khỏe bình an, làm ăn phát tài phát lộc, gia đình hạnh phúc vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Bye mọi người nha. Xin chào mọi người ơi. Chào mọi người chuẩn bị ăn năm mới. Chúc mọi người năm mới 2022 sức khỏe bình an, làm ăn phát tài phát lộc. Chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc nha. Bye bye mọi người. Nè. Gọi là ngày lễ vui, mình review cái đùi gà cho anh ngọt liềm luôn. gà tre mà gà tre lớn, gà tre kỳ rưỡi.